Vụ đông xuân 2023-2024 tại huyện Tân Hưng, hợp tác xã Đồng nghiệp 22 tháng 12 xã Vĩnh Đại đã trừ hoạch xong hai đợt lúa sản xuất theo hướng hữu cơ với chống OM18. Qua hai đợt hợp tác xã thu hoạch xong 50 70 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ được công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Phước Ngọc quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu thu mua lúa với giá cao hơn thị trường 200 đồng một ký, diện tích 50 ha vừa thu hoạch xong này có năng suất trung bình 6,2 tấn một ha, giá thu mua là 10.200 đồng một ký, trừ các khoản chi phí 20 triệu đồng một ha, còn lợi nhuận 50 triệu đồng một ha. Mặc dù lúa sản xuất theo hướng hữu cơ có năng suất thấp hơn diện tích bên ngoài lân cận, khoảng 800 kg trên 1 hecta nhưng do áp dụng quy trình cùng những kỹ thuật sản xuất hữu cơ, lúa sau thu hoạch đạt chất lượng, từ đó đáp ứng được nhu cầu phía bao tiêu thu mua, giá thành lại được tăng cao hơn giá thị trường 200 đồng một ký. Ngoài ra, khi sản xuất theo quy trình hữu cơ, chi phí đầu vào thấp hơn sản xuất truyền thống từ 5 đến 6 triệu đồng một hectare.